mình để cái protein mix này là lên mặt á, là nó nhẹ, là dễ cho hột nó trồi lên. Cái loại đất này thì nó nhẹ để cho mình ươm. Rau muống á, thường mình là ươm trong chậu á, nhưng mà khi mình lấy ra đó, nó không có tốt. Và năm nay mình đổi chiến thuật lại, mình cho nó thẳng xuống dưới này luôn, coi nó ra như thế nào. Bây giờ mình đã lấp đất xong rồi, để coi coi mấy ngày nó nở lên. Đây là rau muống, ông xã đang gáp cái đồ lấy ánh sáng mặt trời. Sau khi mình phủ đất lên, mình cho tí xíu nước. Mùa đông thì là cây hồng này nó còi cọc hết trơn, rụng lá hết rồi. Và mùa xuân đến thì bắt đầu nó có chỗ nó ra lá non. Hồng mình hôm nay nó ra lá hết rồi nè, cô bắp hết, búp hết rồi. Hôm nay là ngày Father Day, thành ra cháu nó đến chơi, con cái về thăm nhà. Ớt này ăn là quanh năm mùa đông luôn. Bây giờ mùa xuân rồi, nhớ vẫn còn có trái luôn. Cái ớt Ý này cũng vậy, không có lúc nào mà không có trái. Quả lan nè, trái dễ sợ luôn. Cải ương này bắt đầu là lớn rồi, bây giờ mình chuẩn bị làm đất đang mình cấy nó ra. Tầng ô thì bắt đầu nó lớn rồi. Có mấy cây strawberry nè. Cây xoài này là cây xoài Kensington, xoài Úc á, xả chiết ra từ trên cây lớn và được 3 cây hồng vàng. Mình cũng chiết ra nè, bây giờ mình đợi cho nó ra lá. Cũng có ương 4 cây chôm chôm. Chôm chôm ở đây khó ương quá, ương lần nào hột nó cũng hư hết. Bây giờ mình ươm thử lại. Tí tô thì cũng bắt đầu nó phát triển. Đây là rau má. Rau má thì mùa hè thì nó lên dữ lắm. Đây là ánh sáng mặt trời á, bây giờ mình bắt ơn sao cái gia đình của mình á cho nó sáng, mình ăn đen.
như gia đình mình năm nay thì nó quá trời nó tốt rồi. Này bông thì mình chuẩn bị để mình để giống mình cho mình lấy hột. Mình ương đây là đậu bắp. Giờ mình mới vừa ươn xong. Giờ mình cho tưới nước lên cho nó thấm hột. Ok, bữa nay là đi phải lấy hết cải này ra đang chuẩn bị trồng cái mới. Cái việc tiệc nó hết là già với lại bông quá rồi. Hôm nay trời đẹp. Mùa xuân thì mình thay đổi trồng. Bây giờ mình chuẩn bị mình trồng bồng tơi, đậu đũa, bầu, mướp. Cải thì là mình trồng loại cái khác. Cải này thì nó mình trồng vào mùa đông, bây giờ đã già rồi. Mình chừa những cái nào có bông á, chừa để làm giống. Đây, cải này hôm nay là mình phải cấy ra. Xoài ra bông luôn rồi. Xoài này là xoài Úc. Mới có 6 tây tháng 9 mà ra bông như thế này rồi nè. Chưa có ra nhiều. Xoài này có khoảng một thước à, bây giờ nó bông như thế này. Where? Yeah, a lot of bees. Do you know what the bees are doing? Very good. Ra mồ ôm, nó chịu lạnh không nổi, thành ra nó còn còi tọc luôn. Rau má thì mới trồng lại. Đông nó cũng chết hết. Running cây ổi mỗi năm mà khi mình thu hoạch hết trái thì mình cắt ra đọt nó cũng cho tới mùa xuân cái mình nó ra đọt mới nó mới có trái nhiều. Cái salad như nào bữa nay nó bự lắm, to rồi kia vậy đó. Mai môn mình mới vừa cấy. Salad bụi quá bụi luôn. Đây là cũng là một loại salad nữa. Cần nước, rau cần nước. Su đây thì gấp sữa bò rồi. Bò lên tới đây à, khoảng 5 tấc. Mới bẻ được một mớ đậu hòa lan. Bây giờ mình đi
cho cái vụ mùa sau. Mình ươm những thứ khác. Thu hoạch được đợt đầu là được bao nhiêu ở đây đậu hòa lan. Trước khi mình tiệt cái đám cải này thì mình phải quay lại. Một lát mình quay lại cho cái chỗ này nó sẽ bị trống, trống rỗng luôn. Mình đã nhổ hết rồi, bây giờ mình đang ăn dưa leo. Cái này mình mới cấy ra một tháng là mình có thu hoạch rồi. Đây là xà lách nhà trồng luôn, nhổ hết mình trồng lại cái mới. Mình thu hoạch những cái cải mà nãy có bao đó. Cho mấy đứa em, đây là bà con mới. Mình mới làm cái dạng dưa leo cho nó bò. Cái dĩ này mình đi mua ở Banh Lình. Ở Banh Lình nó 25 đồng một miếng. Cái vàng này mình làm là 2 miếng. Giờ mình chuẩn bị mình làm sẵn đi. Rồi tới chừng nào dưa leo nó ready rồi đó, nó xong rồi nó lên, rồi mình sẽ trồng nó. Nó khoảng 15cm đó, mình mới được trồng nó ra cho nó sống. Chứ nếu mà làm sớm quá thì nó sẽ yếu đi. Strawberry bữa nay mình được con trái nó chín rồi nè. Hồng hôm nay ra lá hơi nhiều. Hôm nay mùa chín tây rồi, tháng 9 rồi đó, mùa xuân rồi đó mà trời bữa nay nó giận dữ quá. Xanh bổ lượng thập cẩm. Bánh tiêu nóng hổi luôn. Chuẩn bị đợi các con từ Sydney lên để mình làm tiệc Father Day. Bánh bột lọc mới làm cho gái hả, ông xã với lại các con từ Sydney. And also we have bánh bột lọc for breakfast. The kids come from Sydney. They come home for Father's Day. Mother is cooking. Happy Father's Day. Oh, thank you, children. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Này nấu cái này đãi Father Day. Look. What tissue paper? A present from his daughter, Father's Day. Polo shirt. That's a present from his wife. She make for him breakfast, bánh bột lọc. Turn your face here, darling. Hôm nay mình đãi xã với mấy đứa con từ Sydney lên ăn cơm tắm. Đây là mình ăn trưa. Hai đứa con
gái nó ăn cái kiểu này đó. I forget to. Ngoài cả nhà cùng ăn, my father is dying.